Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023, từ thành phố Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, từ khi mà vận động tranh cử tổng thống cho đến nay, thì cựu tổng thống Donald Trump lúc nào cũng tấn công vào các chính sách của tổng thống Joseph Biden trong việc yểm trợ vũ khí và tài chánh cho Ukraine. Ông cho rằng việc mà làm như thế của Tổng thống Joseph Biden chẳng có giúp ích gì cho Ukraine cả, mà chỉ sa lầy thêm cho nước Mỹ và tạo nhiều khó khăn cho kinh tế của Ukraine. Cựu Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố, nếu tôi mà tái đắc cử, thì chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ với tư cách là tổng thống của nước Mỹ, tôi sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine thôi. 24 tiếng đồng hồ. Ông khẳng định điều đó nhiều lần. Và ông nói là sự can thiệp của tổng thống Joseph Biden nước Mỹ vào trong Ukraine chả giúp ích được gì cho tình hình, mà càng làm tồi tệ hơn mà thôi. Trong những ngày qua, với viễn kiến, ông cứ thường là ứng cử viên được đề cử của Đảng Cộng Hòa cho năm 2024, cũng như với nhiều thăm dò dư luận của Washington Post, của New York Times, thì người ta thấy rằng khả năng mà ông tái đắc cử là rất cao. Dầu rằng ông phải đối diện với một núi pháp lý về hình sự, một núi pháp lý về dân sự. Nhưng nhiều người rất thích thú để ông tái đắc cử. Đây là một chuyện hy hữu, một hiện tượng chưa bao giờ có ở nước Mỹ. Thì bên phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky thấy rằng khả năng ông có thể tái đắc cử, ông mà làm Tổng thống của nước Mỹ, thì đâu có giống như cái câu chuyện mà Tổng thống Joe Biden đã làm. Nên Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, nói lên trên báo The Kiev, nói rằng là muốn mời Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Donald Trump, qua bên Kiev. Và ông sắc sược nói như thế này đây nè: chỉ cần 24 phút thôi, để ám chỉ câu 24 giờ của cựu Tổng thống Donald Trump, tôi sẽ cắt nghĩa để cựu Tổng thống Trump hiểu rằng không thể nào mà giải quyết chiến tranh ở Ukraine trong 24 tiếng đồng hồ như là cựu Tổng thống Donald Trump đã nói. Ông mời, nhưng mà ông không có nói đó. Ông mời, ông nói là tôi rất mong cựu Tổng thống Donald Trump đến Kiev. Nhưng mà ông lại thòng cái câu đó. Thì cựu Tổng thống Donald Trump trả lời: tôi rất tôn trọng Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhưng tôi nghĩ rằng đi qua bên Ukraine trong giai đoạn này không có tốt chút nào, vì mâu thuẫn lợi ích. Conflict of interest. Conflict of interest ở đây đó chính là những gì mà đương kim Tổng thống Mỹ ông Joseph Biden làm với Ukraine, nghĩa là viện trợ về vũ khí, viện trợ về tài chánh, nó không có giống như là của cựu Tổng thống Donald Trump. Mà cựu Tổng thống Donald Trump không phải là người đang cầm quyền, nên ông nói rằng là mâu thuẫn lợi ích là chỗ đó. Conflict of interest. Cựu Tổng thống Donald Trump không muốn đi qua. Đó là thông tin. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng câu nói của cựu Tổng thống Trump có một ý nghĩa khác. Quả thật đúng như vậy, thưa quý khán giả. Câu nói này của cựu Tổng thống Trump là coi thường Tổng thống Zelensky. Chiến tranh gì mà anh là lãnh đạo của một đất nước, anh cứ lúc nào cũng xin, xin và xin.
không xin được thì đổ lỗi, rồi dậy nãy ý như là một em bé chưa có trưởng thành. Vậy thì chính sách xin và cho của đương kim tổng thống Joseph Biden, cựu tổng thống Donald Trump dùng ngôn từ ngoại giao, đó là mâu thuẫn lợi ích. Nhưng đó cũng chính là nói nếu tôi là tổng thống tôi không có cho đồ cái thứ lúc nào cũng xin. Sao không tự đứng lên trên hai chân của mình đi, có một kế hoạch gì đó khác đi, cứ lúc nào cũng nương tựa vào nước Mỹ thì làm được gì? Nên câu trả lời là mâu thuẫn lợi ích, conflict of interest, hàm ý là một sự khinh miệt về vấn đề cách ứng xử của Tổng thống Zelensky. Việc mà cựu Tổng thống Donald Trump có giải quyết chiến tranh được trong 24 tiếng đồng hồ hay không á, là một chuyện khác, vì nó thuộc về phạm vi ngoại giao giữa cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Putin ở tại Nga. Khi mà ông đắc cử, tái đắc cử làm Tổng thống thì có thể với cái sự liên hệ cá nhân rất là tốt thì ông có thể thuyết phục một cách nào đó, thuyết phục để Tổng thống Putin nhẹ tay với Ukraine. Nhưng mà đó, không thể nào mà để cho Ukraine tham gia vào trong khối NATO, trở thành mũi dùi súng kích được. Chính vì Tổng thống Putin cảm thấy nước Mỹ sử dụng Ukraine như là một mũi dùi xung kích thì Tổng thống Putin mới mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine. Nếu mà cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử tạo cho Tổng thống Putin cảm giác không còn nguy hiểm nữa thì cựu Tổng thống Donald Trump làm một chuyện rất là thành công. Tổng thống Putin không dạy gì tốn công, tốn sức, tốn tiền bạc để mà mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine khi mà không còn có sự nguy hiểm. Nên cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định trong 24 tiếng đồng hồ ông có thể giải quyết được. Thì chúng ta thấy cách đây khoảng chừng năm 2019 khi mà Hồng Kông biểu tình cả bao nhiêu triệu người, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa quân sát biên giới ở tại Thẩm Quyến chỉ cần tràn qua thôi để dẹp cả bao nhiêu triệu người, thì lúc đó dự trù là không biết bao nhiêu máu xương đổ ra. Cựu Tổng thống Donald Trump nói tin tôi thì tôi giải quyết. Và với gì đó của cựu Tổng thống Donald Trump nói với ông Chủ tịch Tập Cận Bình, ông đâu có tấn công. Nên cựu Tổng thống Donald Trump có cái uy của ông ấy. Vậy thì lời phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump không nhận lời đi Kiev, dầu rằng ông Tổng thống Zelensky có mời. Nhưng đó không phải là lời mời trang trọng, mà lời mời có tính cách sắc sược thì bị trả lời trong một tính cách nửa này nửa nọ, mà cũng trả lời rất sắc sược như một cái tát tay vào mặt ông Zelensky. Một người lãnh đạo của một nước nhỏ mà đòi có những thái độ như thế với một ứng cử viên hàng đầu của một đảng có khả năng rất là cao để làm tổng thống của nước Mỹ thì đáng bị vả vào mặt như thế. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.